Ấy lo lắng trước thềm đại chiến với đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Thái Lan đã có buổi tập đầu tiên vào ngày hôm qua, dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên trưởng Thái Lan người Nhật Bản là ông Nishino Akira. Danh sách tập trung sơ bộ của đội tuyển Thái Lan do ông Nishino chọn gồm 33 cầu thủ, sau đó sẽ rút gọn xuống còn 23 cầu thủ chính thức trước thềm đại chiến cùng đội tuyển Việt Nam vào ngày mùng 5 tháng 9 tới đây. 5 ngày sau đó, đội tuyển Thái Lan sẽ có chuyến hành quân đến làm khách trên sân của đội tuyển Indonesia. Tuy nhiên ở buổi tập đầu tiên một số cầu thủ quan trọng trong đội hình vẫn chưa có mặt, gồm thủ thành đang chơi ở bỉ là Kawin Tamasat Chanan, và các ngôi sao thi đấu ở Nhật Bản gồm Zerathon Bunmatan, Chanathip Songkrasin và Thitiphan Puangjan, do họ vẫn đang phải phục vụ câu lạc bộ để thi đấu ở giải quốc nội các nước. Các cầu thủ này chỉ trở về Thái Lan để hội quân và tập luyện cùng đồng đội vào ngày mùng 2 tháng 9. Chia sẻ cảm giác khi lần đầu dẫn dắt và tập luyện Veu các cầu thủ đội tuyển Thái Lan, huấn luyện viên Nishino Akira đã bày tỏ một chút lo lắng huấn luyện viên Nishino cũng khẳng định các cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài như Kawin Thamasat Chanan, Sirathon Bunmathan, Chanathip Song Prasin và Titifan Puangjan là nòng cốt trong sơ đồ chiến thuật mà ông xây dựng. Sau khi xem băng ghi hình và tham khảo ý kiến của các trợ lý của mình, ông Nishino sẽ được giúp đỡ bởi ba trợ lý tốt Tawan Sripan, Anurak Sriket và Isara Sritaro cũng như huấn luyện viên thể hình Nebos s .A. Stemenkovic và huấn luyện viên thủ môn Sasa Todik.